kênh Nhà Đức Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị. Em là Điền. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một lô đất nằm ngay trung tâm thị trấn Phước Bủ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây, hiện tại em đang đứng đây là đường này được gọi là đường quy hoạch số 2. Đó, trên giấy tờ của mình là đường trên đường quy hoạch đường số 2. Hiện tại đường quy hoạch này đang làm tới đây rồi anh chị. Đây. Thì cái đường này nằm trên bản đồ á thì nó là tên là đường Điện Biên Phủ. Hiện tại cái đường của mình là nó rộng khoảng hơn 20 mét, chưa tính vỉa hè nha anh chị. Hiện tại mình cái đường này đang làm tới chừng đây thì đang vướng cái một cái nhà đó, thì đang nhà nước đang giải quyết đền bù cho cái nhà này. Là bên kia có sẵn con đường rồi đó, cũng rộng giống như vậy đây, và chờ cái nhà này giải quyết đền bù nữa là mình san bằng cái này làm đường, mình sẽ thông nha anh chị. Thì đường đó mà đi ra quốc lộ 55 thì khoảng 200-300 mét gì đó thôi, rất là gần ra quốc lộ 55. Và mình rẽ trái á, là mình đi ra vòng xoay bệnh viện huyện Xuyên Mộc, và rẽ phải á, là mình đi Bình Châu cũng như là đi Bình Thuận. Đây, em sẽ xin giới thiệu cái lô đất này đây, nằm mặt tiền đường này luôn nha anh chị. Anh sẽ quay cho anh chị thấy ranh móc của mình, tại vì cái đường này đang thi công nên là nó hơi bừa bộn tí nha. Đây, đất mình sẽ nằm ngay cái chỗ mái tôn đó, mái tôn đó nha anh chị. Đó, và qua bên này đó, anh chị có thấy cây xịt đỏ đó không ạ? Đó thì là ngang là 11 mét, sâu một cạnh dài nhất của mình á là 23-24 gì đó. Đó, và bên này là sâu nhất, và bên này của mình là sâu khoảng là 18-19 mét hả, trên này. Đất mình tổng diện tích thì khoảng là hơn 200 mét vuông, và đang có sẵn là 25 mét thổ cư nha anh chị, đất ở thị trấn nha. Bên phía này của mình á, thì đất của mình hiện tại là dài hơn so với những cái lô đất khác. Như phía bên này thì dài khoảng 15 mét thôi, 14-15 mét thôi, nhưng mà bên mình là dài nhất là 23-24 mét luôn. Cái vị trí này thì ví dụ đường này làm xong thì cái vị trí này kinh doanh rất là ok nha anh chị. Thì hiện tại phía trước mình đó thì đó là cái trường học đó. Và bên này cũng là trường học này, cũng là trường học, khu tái định cư bên này, và cũng như là trung tâm thương mại cũng bên này, cách mình có vài trăm mét thôi, không có xa đâu đó. Còn dân cư ở đây thì rất là đông đúc, thị trấn mà đông đúc. Đường này đi về hướng này nha anh chị, mình sẽ đi giao ra những cái đường như là Trần Phú, Trần Hưng Đạo và đường Huỳnh Minh Thạnh, vân vân, rất là nhiều con đường tên tuổi rất là lớn, cũng như là thông ra đường Xuyên Phước Cơ đi ra bến xe Xuyên Mộc. Đó. Cái vị trí đất của mình thì hiện tại dường như là nằm ngay trung tâm thị trấn Phước Bủ luôn anh chị, ngay trung tâm luôn. Thì bên này là phía bên này có bệnh viện này, xung quanh là bệnh viện, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cũng như là trung tâm thương mại, vân vân. Nói chung là tiện ích thì đầy đủ, không thiếu một bất cứ gì. Và của mình, đất của mình thì sở hữu một cái mặt tiền rất là rộng, rất là rộng. Thì hiện tại cái gia chủ của mình á thì đang muốn bán với giá là 4 tỷ 900 triệu. Giá này là giá được gọi là muốn bán, là giá em cam kết là cái giá này là rẻ nhất cái khu vực mặt tiền đường này luôn nha anh chị, hình như là không còn lô nào bán rẻ hơn được nữa.